Giờ lúc anh chuẩn bị anh lên cái cây cầm nữa mà. Trồng này nó mé rồi nha mà. Nhưng mà nó cũng còn nhánh sơ sơ. Bằng mặt đi hái đây, đừng đây có cái miễn luôn. Miễn danh. Vác cái tâm ra đi hãy ơi, được rồi hãy ơi, đừng có đào ra nữa hãy ơi. Cái cọc quay dây wifi nha Úc. Úc ơi, có cọc dây wifi nha. Cọc dây wifi nó qua nhà đó, có cái nhánh tới đó. Wifi đây. Nãy mình cũng thấy, cũng rất nghe lộ. Oh.
dây không, lấy dây không. Nhánh chào nó rồi. Mua chữa máy à? Nhiều. Đây là mua chữa máy. Hiểu không? Chưa nhiều. Rồi rồi. Lo cho chữa máy đó. Bữa nay thế lạnh như cái mặt hay cái lưỡi mới gan mới vũa. Lưỡi ta không bén nhát. Lưỡi của ông còn lưỡi nào đâu bén. Mà các hồn cho tỉnh chúng đá thôi. Oh.
kéo rồi, kéo rồi. Đâu mà cái đây gần ngã mà ông đi chen giọt qua luôn kìa. Không nội đâu ông, ngày nào nó kêu gọi nó lấy tôi chạy, để tôi chạy. Ừ. Mãi sao mà chị hái tập rồi nha. Ông cây ngã xuống mé kẹp à. Quá trời đẹp luôn, cây này kỳ lỗi luôn. Oh,
Kết thúc clip này đây nha. Hẹn quay clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha.